Thưa quý vị, trong dự thảo xây dựng luật pháp lệnh năm 2024 đang được Bộ Tư pháp hoàn thiện, Bộ Tài chính đề nghị đánh thuế cao đối với căn hộ cao cấp, mức giá trên 50 triệu đồng một mét vuông. Nếu được bổ sung dự án luật thuế bất động sản vào chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2024 của Quốc hội, Chính phủ có thể trình Quốc hội cho ý kiến dự án luật thuế bất động sản vào kỳ họp tháng 10 năm 2024 và dự kiến thông qua tại kỳ họp tháng 5 năm 2025. Theo đó, Bộ Tài chính đề nghị quy định ngưỡng chịu thuế đối với nhà chung cư. Cụ thể, đánh thuế thấp đối với những người sử dụng nhà có giá trị không lớn, nhà chung cư bình dân, đánh thuế cao với căn hộ cao cấp, mức giá trên 50 triệu đồng một mét vuông và miễn thuế với nhà ở xã hội, nhà ở công nhân. Giá tính thuế với nhà chung cư là giá theo hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất, hợp đồng mua bán nhà hoặc giá theo bảng giá của Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh ban hành. Đáng chú ý, cơ quan quản lý cũng đề xuất quy định mức thuế suất cao đối với nhà, đất lấn chiếm, bỏ trống, chưa đưa vào sử dụng hoặc chậm đưa vào sử dụng theo đúng quy định hoặc sử dụng chưa đúng mục đích. Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội vừa phê duyệt kế hoạch công tác thanh tra năm 2023 của Thanh tra Sở Xây dựng. Theo đó, sẽ thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật trong hoạt động đầu tư xây dựng đối với một số dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước tại các quận, huyện như Hoàng Mai, Long Biên, Bắc Tử Liêm, Thạch Thất, Hoài Đức, Gia Lâm, Ứng Hòa. Đối tượng thanh tra là chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan. Ngoài ra, Thanh tra Sở Xây dựng cũng thanh tra việc thực hiện các quy định pháp luật về quản lý xây dựng theo giấy phép xây dựng tại Ủy ban Nhân dân một số xã, phường, thị trấn trên địa bàn và các cơ quan, đơn vị có liên quan. Đồng thời, thanh tra việc thực hiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đối với một số khu đô thị trên địa bàn thủ đô. Theo kế hoạch, hoạt động thanh tra của Sở Xây dựng bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm, tăng cường thanh tra công tác quản lý nhà nước và trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ được giao, tập trung vào các ngành, lĩnh vực, địa phương phát sinh nhiều vi phạm, tiêu cực, tham nhũng, nhiều đơn thư khiếu nại, dư luận có nhiều ý kiến. Bên cạnh thanh tra theo kế hoạch, Sở Xây dựng cũng chú trọng thanh tra đột xuất khi phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật, kiểm tra đôn đốc việc thực hiện kết luận thanh tra. Trước đó, theo báo cáo giám sát của Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội năm 2022, thành phố đang triển khai 266 dự án khu đô thị, khu nhà ở quy mô từ 2 ha trở lên. Trong đó có tới 168 dự án chưa hoàn thành hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, chiếm tỷ lệ 63%. Ở nhiều khu đô thị, khu nhà ở, hệ thống chiếu sáng thuộc nhiệm vụ của chủ đầu tư nhưng chưa được hoàn thiện, chưa đồng bộ hoặc hỏng nhưng chậm được sửa chữa. Đặc biệt thiếu bãi đỗ xe là thực trạng phổ biến. Ngoài ra, nhiều khu đô thị, khu nhà ở còn chậm đầu tư xây dựng trạm xử lý nước thải, vệ sinh môi trường, không bảo đảm, thiếu vườn hoa, cây xanh, trường học, công trình thể thao, dịch vụ công cộng, v.v. Bộ Công Thương vừa ban hành một loạt quyết định về việc thu hồi giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu của nhiều công ty. Các doanh nghiệp vừa nhận chát thu hồi giấy phép xăng dầu là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên dầu khí Bông Sen Vàng, Cần Thơ, công ty cổ phần thương mại dầu khí Đại Long, Hà Nội, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại xây dựng và vận tải Quảng Hà, Hà Tĩnh, công ty cổ phần xăng dầu An Hữu, Trà Vinh, công ty cổ phần dầu khí Rồng Vàng, Hà Nội, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Petroil, An Giang. Các quyết định này có hiệu lực từ ngày 27 tháng 2 năm 2023 và các doanh nghiệp nói trên phải nộp lại giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu trước ngày 15 tháng 3 năm 2023. Liên quan đến xăng dầu, dịp Tết Nguyên đán vừa qua, theo phản ánh của người dân, tình trạng thiếu xăng cục bộ, cửa hàng xăng đóng cửa hoặc tự ý tăng giá bán lại tiếp tục diễn ra tại một số tỉnh thành trên cả nước. Tình trạng này cho thấy, trong gần một năm qua, bài toán tháo gỡ vướng mắc cho hệ thống phân phối xăng dầu vẫn chưa được giải quyết triệt để. Ghi nhận thời điểm đầu giờ chiều ngày hôm nay, tại một số điểm kinh doanh xăng dầu tại Hà Nội, không xảy ra hiện tượng mua bán hạn chế sau kỳ điều chỉnh giá xăng dầu vừa qua. Tuy nhiên, khả năng các cửa hàng kinh doanh tư nhân dừng bán hoặc bán với số lượng ít có thể tái diễn trong vài ngày tới. 14 giờ chiều ngày 2 tháng 2 năm 2023, hai ngày sau kỳ điều chỉnh giá xăng dầu mới nhất, ở cửa hàng đại lý xăng dầu Petrolimex Ngọc Hồi không ghi nhận hiện tượng thiếu xăng. Khách hàng không bị hạn chế số lượng như thông tin xuất hiện gần đây về việc khách hàng chỉ được mua số lượng xăng hoặc dầu nhất định. Trao đổi với những người có mặt ở đây, đa số cho biết họ không gặp khó khăn gì trong việc mua nhiên liệu kể từ thời điểm trước Tết Nguyên đán đến nay. Thì mình thì cũng bơm thấy bình thường thôi, như mọi ngày thôi, không có gì. Vâng, mình bơm bình thường còn không biết mọi người thế nào. Đây, gửi tiền đây, xong, cảm ơn nhé. Nói chung là tuần em mua 3 lần dầu rất nhiều, thì tốt, không có hiện tượng thiếu.
nhưng mà các cây xăng khác thì em thấy có kêu có vấn đề về thiếu xăng rất nhiều. Vào thì chỉ bán 50.000 với 100.000 đấy là cho xe máy. Hiện tại thì hệ thống Petrolimex thì không thấy có dấu hiệu xăng thiếu gì. Cửa hàng xin thì lúc nào cũng được đáp ứng nguồn đầy đủ luôn. Tại một đại lý kinh doanh xăng dầu gần đó, người chủ cửa hàng xác nhận việc đâu đó xảy ra tình trạng thiếu nhiên liệu cục bộ. À, cái khan hiếm đấy thì do cái nguồn cung của các đại lý khác thì em cũng không biết, nhưng có nhiều cây xăng thì em thấy là người ta cũng không đủ để bán, thì cái đấy thì đấy là do các cái cây xăng khác thôi. Trao đổi với chủ tịch chi hội xăng dầu Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, bà Nguyễn Thị Bích Hường cũng xác nhận tình trạng các cửa hàng kinh doanh xăng dầu dừng bán hoặc bán hàng nhỏ giọt do mức chiết khấu vẫn ở mức quá thấp. Trong khi dịp Tết Nguyên đán kéo dài dẫn đến thời gian điều chỉnh giá xăng dầu tăng lên 20 ngày. Giá xăng dầu thế giới ở thời điểm đó biến động rất mạnh, khiến cho các đại lý rơi vào tình trạng càng kinh doanh càng lỗ. Trong cái chi phí định mức để tính giá xăng hiện nay thì chúng tôi được biết là cái chi phí đang rất là thấp. Vì vậy các doanh nghiệp trong cái chuỗi cung ứng xăng dầu là đều thua lỗ. Nhưng mà đối với các doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu chúng tôi thì còn thiệt kép ở cái chỗ là trong cái chi phí định mức đó có định mức cho khâu bán lẻ xăng dầu, tức là cái phần mà dành về cho các doanh nghiệp bán lẻ của chúng tôi. Nhưng các thương nhân phân phối hoặc là các doanh nghiệp đầu mối thì họ đã giữ lại toàn bộ cái phần đó. Tức là chiết khấu nó xuống thấp lắm bằng không, thậm chí là âm ấy, ở dưới Hải Phòng ấy, nhiều nhà cung cấp toàn âm 500 đến 700 đồng một lít kia. Nếu em nhập là nhập âm ấy. Thế nếu mà kéo dài đến hôm 1 thì khả năng là sẽ nhiều cửa hàng đóng cửa, mà chị cũng biết là có nhiều cửa hàng người ta đóng cửa hoặc là người ta bán 200 đồng cho ô tô thì 200 nghìn thôi. Tức là càng bán thì càng lỗ, thay bằng là người ta phải mở cửa hàng. Thì rất dễ là người ta sẽ chỉ bán 500, 300, 200 cho một ô tô thôi hoặc 30.000 một xe máy thôi. Thời điểm cuối năm ngoái, tình trạng chiết khấu không đồng được giải quyết phần nào, nhưng với mức chiết khấu vào khoảng 50 đồng một lít xăng ở một số thời điểm, các cửa hàng kinh doanh xăng dầu vẫn chưa đạt đến mức hòa vốn, dẫn đến tình trạng dừng hoặc bán hàng nhỏ giọt cục bộ ở một vài nơi. Theo báo cáo Global 500 năm 2023 do Brand Finance Anh công bố, thương hiệu Viettel có giá trị lên tới 8.902 tỷ đô la, tăng 144 triệu đô la so với năm 2022, giá trị mới gấp 9,1 lần con số lần đầu góp mặt trong bảng xếp hạng thương hiệu giá trị nhất toàn cầu của tổ chức này năm 2016. Như vậy, Viettel tiếp tục chuỗi 8 năm liên tiếp tăng giá trị thương hiệu, là thương hiệu Việt Nam và là thương hiệu viễn thông duy nhất của Đông Nam Á trên bảng xếp hạng Global 500 của Brand Finance. Viettel tiếp tục giữ vững ngôi vị thương hiệu viễn thông giá trị nhất tại Đông Nam Á, tiến lên vị trí thứ 9 tại châu Á và 17 trên thế giới. Trong phiên giao dịch ngày 1 tháng 2 năm 2023, cổ phiếu Kỳ Lân Việt Nam VNG ghi nhận giao dịch đầu tiên sau gần một tháng lên sàn chứng khoán và ngay lập tức lập mức giá cao kỷ lục, đồng thời đưa CEO Lê Hồng Minh gia nhập câu lạc bộ những người sở hữu tài sản nghìn tỷ. Thương vụ không có giá trị giao dịch lớn, tổng cộng chỉ 33,6 triệu đồng. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên có một cổ đông bán ra cổ phiếu VNG kể từ khi cổ phiếu này lên sàn Upcom hôm 5 tháng 1. Trong cả tháng đầu năm 2023, VNG không có giao dịch dù các lệnh mua liên tiếp được giải ở mức giá khác nhau. Một con số được thống kê bởi Chứng khoán Nhất Việt cho thấy, hiệu suất các quỹ đầu tư năm 2022 sụt giảm mạnh, trong đó có gần 93% quỹ cổ phiếu và cân bằng có tăng trưởng giá trị tăng trưởng tài sản NAV âm từ 10 đến 30%, các quỹ có tăng trưởng NAV dương hầu hết là các quỹ trái phiếu. Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2022 mới công bố, công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai, HOSEQCG, lỗ sau thuế 9,6 tỷ đồng. Cụ thể, doanh thu hợp nhất của QCG đạt 97 tỷ đồng, giảm 65% so với cùng kỳ năm trước, lợi nhuận gộp giảm 46%, chỉ đạt 34 tỷ đồng. Đây là quý lỗ sau thuế đầu tiên của QCG sau 6 năm. Công ty cổ phần vận tải đường sắt Harako Upcom HRT vừa công bố báo cáo tài chính quý 4 năm 2022 với mức lợi nhuận 4,3 tỷ đồng. Cụ thể, Harako đạt mức doanh thu hơn 566 tỷ đồng, lũy kế cả năm, doanh nghiệp đạt mức doanh thu hợp nhất hơn 2.312 tỷ đồng, tăng hơn 49% so với năm trước. Với mức doanh thu hồi phục ấn tượng, lợi nhuận sau thuế của Harako đạt mức 4,3 tỷ đồng. Đây là tin vui với doanh nghiệp này, khi năm trước đó lỗ hơn 121 tỷ đồng. Sau phiên giảm điểm mạnh ngày 1 tháng 2, đến phiên giao dịch ngày 2 tháng 2, thị trường diễn biến có phần giằng co, dù vẫn ghi nhận dòng tiền tham gia khá tốt. Tuy nhiên, lực cầu trong phiên không duy trì được lâu trước áp lực bán chốt lời từ nhà đầu tư. Trong các nhóm cổ phiếu Blue Chips ghi nhận diễn biến có phần phân hóa.
dù VN30 ghi nhận 16 mã tăng điểm, nhỉnh hơn so với 12 mã giảm điểm. Nhóm ngành vốn hóa lớn là ngân hàng cũng ghi nhận những diễn biến tích cực hơn sau phiên giảm điểm mạnh ngày 1 tháng 2. Mặc dù trong phiên vẫn ghi nhận áp lực bán đè nặng các lớp cổ phiếu, dòng tiền quan tâm trở lại trong phiên hôm nay đã giúp nhiều cổ phiếu thu hẹp đà tăng, thậm chí ngược dòng tăng điểm trong phiên hôm nay. Kết phiên ghi nhận diễn biến phân hóa với các mã xanh đỏ đan xen. Đáng chú ý, nhóm than sau phiên hôm qua chịu áp lực bán và điều chỉnh giảm, đến phiên hôm nay lại tiếp tục thu hút dòng tiền quan tâm, qua đó ghi nhận đà tăng khá ấn tượng. Nhóm ngành chứng khoán tiếp tục chịu áp lực bán trong phiên hôm nay. Kết phiên ghi nhận một số cổ phiếu như SSI, HCM đóng cửa quanh mốc tham chiếu, trong khi phần các cổ phiếu còn lại ngược dòng giảm điểm tiêu cực. Các nhóm ngành còn lại như bất động sản, các nhóm ngành năng lượng như dầu khí, điện cũng gần như không thu hút được dòng tiền tham gia trong phiên hôm nay. Kết phiên, VN Index tăng 1,62 điểm lên 1.077,59 điểm, HNX Index giảm 0,70 điểm xuống 215,31 điểm, Upcom Index giảm 0,05 điểm xuống 74,88 điểm. Chuyển sang tình hình thế giới, ngày 1 tháng 2, các chỉ số chính trên sàn chứng khoán Mỹ đã có cú lội ngược dòng ngoạn mục, chốt phiên trong sắc xanh khi đóng cửa sau phát biểu của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed Jerome Powell thừa nhận rằng lạm phát đang bắt đầu giảm và Fed trước đó đã quyết định tăng lãi suất cơ bản thêm 0,25 điểm phần trăm, mức tăng thấp nhất trong gần một năm, lên biên độ 4,5 đến 4,75%. Quyết định của Fed được đưa ra nhiều tuần sau khi chính phủ liên bang cho biết lạm phát ở Mỹ đã giảm trong tháng 12 với mức giá tiêu dùng giảm trong 6 tháng liên tiếp. Trước đó, sau khi Fed công bố tăng lãi suất cơ bản, các chỉ số chính của phố Wall đã biến động giảm sau khi tăng điểm trong phiên ngày 31 tháng 1. Tuy nhiên, các chỉ số đã bắt đầu phục hồi một cách mạnh mẽ khi Chủ tịch Fed phát biểu tại cuộc họp báo khoảng nửa giờ sau đó. Tại cuộc họp báo, ông Jerome Powell cam kết sẽ tiếp tục cuộc chiến chống lạm phát, đưa lạm phát trở về mức mục tiêu 2%. Theo ông, mặc dù đã giảm trong những tháng qua, song lạm phát vẫn rất cao. Do đó, lãi suất cho vay vẫn cần ở mức cao để đưa lạm phát xuống mức bình thường trong thời gian tới. Ngày hôm nay, Ủy ban Thị trường Mở Liên bang đã nâng mức lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm và chúng tôi thấy có mức tăng như hiện nay vẫn phù hợp, cho tới khi có thể dần đưa lạm phát về mức 2%. Trong một năm qua, chúng tôi đã có những biện pháp mạnh mẽ để siết chặt chính sách tiền tệ và sẽ cần thời gian để chúng ta có thể cảm nhận được hiệu quả của những biện pháp này. Ổn định giá cả là trách nhiệm của Cục Dự trữ Liên bang và đây là nền tảng của nền kinh tế. Không có ổn định giá cả, chúng ta không thể đạt được các điều kiện ổn định thị trường lao động, mang lại lợi ích cho tất cả. Kết phiên, chỉ số Dow Jones tăng 15,75 điểm, tương đương 0,05% lên 34.101,79 điểm. S&P 500 tăng 42,89 điểm, tương đương 1,05%, kết thúc ở mức 4.119,49 điểm. Nasdaq tăng 231,89 điểm, tương đương 2,00% lên 11.816,44 điểm. Động thái tăng lãi suất mới nhất của Fed là sự giảm tốc từ đợt tăng nửa điểm phần trăm hồi tháng 12, từ đó củng cố tia hy vọng của nhà đầu tư rằng Ngân hàng Trung ương quyền lực nhất thế giới sẽ sớm giảm bớt độ cứng rắn trong chiến dịch thắt chặt chính sách tiền tệ này. Những phát biểu của ông Powell trong cuộc họp báo sau đó càng đề cao tâm trạng lạc quan trên thị trường. Dù vậy, Fed vẫn chưa đưa ra một tín hiệu thực sự nào về việc sắp dừng tăng lãi suất. Tuyên bố sau cuộc họp của Fed vẫn giữ nguyên những ngôn từ của lần họp tháng 12, rằng việc tiếp tục tăng lãi suất trong tầm mục tiêu sẽ là phù hợp để đạt tới một trạng thái chính sách tiền tệ đủ thắt chặt để dần kéo lạm phát về 2%. Phiên tăng này diễn ra sau khi phố Wall vừa hoàn tất một tháng tăng ấn tượng của giá cổ phiếu. S&P 500 có tháng riêng tăng mạnh nhất từ năm 2019. Ngay sau khi Fed tăng lãi suất, các ngân hàng khác cũng dục dịch tăng. Ngân hàng Trung ương Anh được cho là đã sẵn sàng nâng lãi suất đợt thứ 10 liên tiếp để tiếp tục ngăn chặn lạm phát leo thang, đồng thời cũng có thể phát đi tín hiệu về thời điểm ngừng tăng mạnh chi phí đi vay. Dự kiến vào lúc 19h30 phút ngày 2 tháng 2 theo giờ Việt Nam, Ngân hàng Trung ương Anh tổ chức họp báo để công bố quyết định về lãi suất. Ngân hàng này dự kiến cũng sẽ đưa ra số liệu cập nhật về tỷ lệ thất nghiệp. Trước việc nền kinh tế Anh được dự báo sẽ rơi vào suy thoái và tăng trưởng thấp hơn so với các nền kinh tế phát triển khác trong năm 2023, Thống đốc Andrew Bailey và các quan chức cấp cao tại Ngân hàng Trung ương Anh sẽ phải đánh giá tác động lâu dài của các đợt tăng lãi suất từ tháng 12 năm 2021 đến nay. Theo nhận định của các chuyên gia, Ngân hàng Trung ương Anh sẽ tăng lãi suất thêm 0,5 điểm phần trăm trong cuộc họp ngày 2 tháng 2, đưa lãi suất của ngân hàng này lên 4%, mức cao nhất kể từ năm 2008.
nước Anh đang ghi nhận tỷ lệ thất nghiệp ở gần mức thấp nhất kể từ năm 1974, trong khi thị trường nhà ở đang hạ nhiệt nhanh và niềm tin của người tiêu dùng cũng như người sử dụng lao động giảm. Trong khi đó, các cuộc đình công của nhân viên dịch vụ công cộng đang tạo thêm sức ép cho nền kinh tế vốn đang chật vật ứng phó với các tác động của đại dịch COVID-19 và Brexit, việc Anh rời Liên minh châu Âu. Cùng ngày 2 tháng 2 sẽ diễn ra cuộc họp chính sách của Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB, trong đó cơ quan này được dự báo sẽ tăng lãi suất thêm 0,5 điểm phần trăm lên 2,5%. Như vậy, lãi suất các khoản vay của ECB sẽ tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 11 năm 2008. Các nhà phân tích cho rằng ECB sẽ tiếp tục tăng lãi suất trong vài tháng tới. Tuy nhiên, mức tăng có thể sẽ được thu hẹp so với mức tăng kỷ lục trong thời gian qua. Dự báo này dựa trên việc Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ Fed đã giảm biên độ tăng lãi suất trong quyết định mới nhất ngày 1 tháng 2. Bên cạnh đó là những dấu hiệu cho thấy triển vọng không mấy khả quan của khu vực đồng tiền chung châu Âu Eurozone. Tháng 12 năm ngoái, lãnh đạo ECB từng cho biết sẽ tăng lãi suất với tốc độ ổn định cho đến khi lạm phát về mức mục tiêu 2%. Sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed công bố mức tăng lãi suất mới, trên thị trường thế giới giá vàng nhảy vọt lên đỉnh 9 tháng. Trước đó, vàng đã duy trì đà tăng trong suốt 3 tháng liên tiếp. Theo trang Kitco.com, lúc đóng cửa phiên giao dịch tại thị trường New York, giá vàng giao ngay tăng 22 đô la Mỹ một ounce, tương đương tăng hơn 1,1%, chốt ở 1.951,1 đô la Mỹ một ounce. Đà tăng duy trì trong phiên sáng nay tại thị trường châu Á, với giá vàng lúc hơn 9 giờ theo giờ Việt Nam tăng thêm 1,7 đô la Mỹ một ounce so với lúc đóng cửa phiên Mỹ, giao dịch ở 1.952,8 đô la Mỹ một ounce. Đây là vùng giá cao nhất của vàng thế giới kể từ giữa tháng 4 năm 2022. Tại Nhật Bản, giá vàng cũng tiếp tục tăng cao và ngày 1 tháng 2 đã đạt mức cao kỷ lục, 8.977 yên một gam do giá bán lẻ trang sức vàng tiếp tục tăng. Trong những tháng gần đây, người Nhật có xu hướng mua các sản phẩm vàng, đặc biệt là vàng miếng. Ngoài ra, đồ thủ công mỹ nghệ bằng vàng bao gồm thuyền vàng, rồng vàng cũng được người tiêu dùng Nhật Bản ưa chuộng. Nhật Bản cũng chứng kiến sự gia tăng số lượng người bán vàng và các sản phẩm vàng mà họ đang nắm giữ. Nhiều người đổ xô đến các tiệm vàng để tham khảo, định giá những món đồ trang sức bằng vàng mà họ đã mua từ hàng chục năm trước. Giới phân tích cho rằng giá vàng tính bằng đô la Mỹ tăng và giá vàng quốc tế tăng trở thành nguyên nhân chính khiến giá vàng tại Nhật Bản tăng kỷ lục. Trong khi đó, trước tình trạng giá cả tăng vọt, một số người dân Nhật Bản đã chọn mua vàng để phòng ngừa lạm phát. Tại thị trường Việt Nam, lúc hơn 9 giờ sáng nay, tập đoàn Phú Quý niêm yết giá vàng miếng SJC cho thị trường Việt Nam ở mức 66,6 triệu đồng một lượng mua vào và 67,6 triệu đồng một lượng bán ra. So với sáng hôm qua, giá vàng miếng SJC tại doanh nghiệp này hiện tăng 400.000 đồng một lượng ở cả hai đầu giá. Tại thị trường thành phố Hồ Chí Minh, công ty SJC báo giá vàng miếng cùng thương hiệu ở mức 66,8 triệu đồng một lượng và 67,6 triệu đồng một lượng, tăng 300.000 đồng một lượng ở cả hai đầu giá so với sáng qua. So với giá vàng thế giới quy đổi, giá vàng SJC bán lẻ đang cao hơn 12,1 triệu đồng một lượng. Vàng là tài sản không mang lãi suất nên môi trường chính sách tiền tệ nới lỏng có lợi cho giá vàng, trong khi môi trường thắt chặt gây áp lực mất giá đối với vàng. Bởi vậy, bất kỳ tín hiệu mềm mỏng nào từ Fed cũng có thể tạo ra một cú hích để giá vàng bứt phá. Trong tháng 1 vừa qua, giá vàng thế giới tăng 5,7% khi loạt dữ liệu cho thấy lạm phát xuống thang ở Mỹ củng cố hy vọng cho nhà đầu tư rằng Fed đang đi đến chặng cuối cùng của chu kỳ thắt chặt. Ngày 1 tháng 2, chính phủ Ấn Độ đã công bố chương trình cơ sở hạ tầng khổng lồ, tăng chi tiêu phúc lợi và cắt giảm thuế. Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh Thủ tướng Narendra Modi đang tìm cách thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và thu nhập của cử tri trước thềm cuộc tổng tuyển cử dự kiến diễn ra trước tháng 5 năm 2024. Trong thông báo trước Quốc hội, Bộ trưởng Tài chính Ấn Độ Nirmala Sitharaman cho biết nước này sẽ chi khoảng 122 tỷ đô la Mỹ trong năm tài chính 2023-2024, mức tăng 33% chưa từng có cho các dự án đường bộ, cảng và đường sắt đầy tham vọng. Các khoản đầu tư này có thể tạo ra hàng triệu việc làm và thúc đẩy nền kinh tế lớn thứ ba châu Á. Sau thời kỳ trầm lắng vì đại dịch COVID-19, đầu tư tư nhân đang tăng trưởng trở lại. Vốn đầu tư công một lần nữa dẫn đầu để thúc đẩy đầu tư và tạo ra việc làm. Như vậy, vốn đầu tư đã tăng mạnh trong năm thứ ba liên tiếp, tăng 33%, lên đến khoảng 122 tỷ đô la Mỹ. Chi tiêu phúc lợi cũng sẽ tăng lên, bao gồm cả việc cung cấp nước máy cho tất cả các hộ gia đình và bảo hiểm y tế cho người nghèo. Trước đó, Bộ trưởng Tài chính Sitharaman cũng đã mở rộng kế hoạch phân phát ngũ cốc miễn phí cho khoảng 800 triệu người Ấn Độ đang gặp khó khăn.
Bộ trưởng Sitharaman đã được hoan nghênh mạnh mẽ khi bà công bố khoản ưu đãi thuế trực tiếp trị giá khoảng 4,2 tỷ đô la Mỹ cho tầng lớp trung lưu. Mặc dù Ấn Độ có 1,4 tỷ người, song chỉ có khoảng 80 triệu người dân và các công ty nộp thuế trực tiếp. Đại đa số người dân kiếm được ít hơn ngưỡng thuế thu nhập và báo cáo thuế vẫn là một vấn đề lớn. Mặc dù cắt giảm thuế, song Bộ trưởng Sitharaman cho biết thâm hụt ngân sách của Ấn Độ sẽ giảm từ 6,4% GDP xuống 5,9%. Tăng trưởng kinh tế năm nay của chúng ta ước tính là 7%. Điều đáng chú ý là đây là mức cao nhất trong số tất cả các nền kinh tế lớn. Kết quả này có được bất chấp sự suy giảm nghiêm trọng trên toàn cầu do dịch COVID-19 và xung đột. Nền kinh tế Ấn Độ đang đi đúng hướng, bất chấp thời gian thử thách, hướng tới một tương lai tươi sáng. Những hạn chế liên quan tới đại dịch COVID-19 vào năm 2020 đã ảnh hưởng các mục tiêu tăng trưởng và thâm hụt của Ấn Độ. Tuy nhiên, nước này đã phục hồi và trở thành nền kinh tế phát triển nhanh nhất thế giới. Quỹ tiền tệ quốc tế IMF tuần trước dự báo Ấn Độ sẽ tăng trưởng 6,1% trong năm nay. Sau một tuần đầy biến động đối với tập đoàn của tỷ phú Ấn Độ Gautam Adani bởi một báo cáo bán khống gay gắt từ Hindenburg Research, cổ phiếu của tập đoàn này đã bị giảm mạnh. Mặc dù tập đoàn Adani đã phủ nhận các cáo buộc của Hindenburg Research, cho rằng báo cáo của công ty này là vô căn cứ. Thế nhưng cho tới ngày 1 tháng 2, giá cổ phiếu của các công ty thuộc tập đoàn Adani vẫn tiếp tục sụt giảm và ông Gautam Adani, chủ tịch tập đoàn Adani, tụt xuống vị trí thứ 16 trong danh sách những người giàu nhất thế giới của tạp chí Forbes, tài sản chỉ còn 72,1 tỷ đô la Mỹ và mất ngôi vị giàu nhất châu Á. Ông Adani cũng đánh mất ngôi vị người giàu nhất châu Á vào tay Mukesh Ambani, chủ tịch tập đoàn Reliance Industries của Ấn Độ. Trước khi báo cáo của hãng nghiên cứu Hindenburg được công bố, ông Adani là người giàu thứ ba trên thế giới, xếp sau giám đốc tập đoàn LVMH Bernard Arnault và người sáng lập tập đoàn xe điện Tesla Elon Musk. Trong ngày 1 tháng 2, cổ phiếu Adani Enterprises sụt gần 30%. Một số cổ phiếu của các công ty con, công ty liên kết với Adani Group đã giảm hơn 20%, chạm ngưỡng tối đa theo quy định của sàn giao dịch chứng khoán Ấn Độ và bị tạm ngừng giao dịch trong phiên. Chỉ số chứng khoán cơ sở của thị trường Ấn Độ chịu tác động giảm 1,6% trong một phiên, mức giảm mạnh nhất trong hơn một tháng qua. Gautam Adani là một người rất quyền lực và ông ấy rất thông minh. Vì vậy, chúng tôi không thể nói trước điều gì. Việc tác động đến thị trường chứng khoán có thể là lâu dài, cũng có thể là một thời gian ngắn. Việc cổ phiếu lao dốc quá mạnh trong ngày 1 tháng 2 đã thổi bay hàng tỷ đô vốn hóa khỏi đế chế Adani. Sự trượt dốc này được cho là hệ quả từ báo cáo tài chính của Hindenburg Research. Tuần trước, Hindenburg Research cho rằng tập đoàn Adani đã lạm dụng các thiên đường thuế ở nước ngoài, đồng thời bày tỏ lo ngại về nguy cơ gia tăng nợ. Adani Group bác bỏ cáo buộc của Hindenburg, công bố các tài liệu liên quan tới hoạt động kinh doanh của tập đoàn, trả lời các câu hỏi được gửi tới, đồng thời cho rằng Hindenburg có dã tâm tác động tới giá cổ phiếu của tập đoàn để hưởng lợi từ hoạt động bán khống cổ phiếu. Adani Group tuyên bố sẽ xem xét kiện chống lại Hindenburg. Sau khi cổ phiếu lao dốc không phanh, ngày 1 tháng 2, tỷ phú Gautam Adani đã hủy kế hoạch huy động vốn 2,5 tỷ đô la Mỹ bằng cách bán cổ phiếu thứ cấp. Trước đó, dữ liệu giao dịch chứng khoán Ấn Độ cho thấy, việc bán cổ phần thứ cấp của Adani Enterprises đã đạt 85% đăng ký mua, bao gồm cả phần của nhà đầu tư cố định. Việc bán cổ phần cần ít nhất 90% đăng ký mua để được thông qua. Công ty cho biết đang làm việc với bên ngân hàng để hoàn tiền cho nhà đầu tư. Tôi nghĩ mọi thứ chỉ xảy ra trong một thời gian ngắn thôi, vì người ta thấy rằng bất cứ khi nào tin tiêu cực xuất hiện trên thị trường thì cổ phiếu sẽ giảm giá ngay sau đó. Vì vậy, người dân không nên hoang mang mà hãy kiên định với thị trường. Tôi cảm thấy phần tiêu cực đã đi qua khi Sensex giảm xuống còn 17.004 điểm và nhờ đó cơ hội mua xuất hiện, thị trường sẽ phục hồi trở lại từ đây. Việc bán cổ phần rất quan trọng đối với Adani, không chỉ vì đây là đợt chào bán lớn nhất Ấn Độ, giúp cắt giảm nợ, mà còn bởi vì thành công của nó sẽ được các nhà đầu tư coi là dấu ấn của niềm tin vào thời điểm mà ông trùm phải đối mặt với một trong những thách thức kinh doanh và danh tiếng lớn nhất của ông trong thời gian gần đây. Trong tuyên bố ngày 1 tháng 2, vị tỷ phú Ấn Độ cho biết, quyết định hủy đợt bán cổ phiếu không tác động gì tới hoạt động kinh doanh hiện tại hoặc kế hoạch tương lai của tập đoàn. Thưa quý vị, trong dự thảo xây dựng luật pháp lệnh năm 2024 đang được Bộ Tư pháp hoàn thiện, Bộ Tài chính đề nghị đánh thuế cao đối với căn hộ cao cấp, mức giá trên 50 triệu đồng một mét vuông. Nếu được bổ sung dự án luật thuế bất động sản vào chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2024 của Quốc hội, Chính phủ có thể trình Quốc hội cho ý kiến dự án luật thuế bất động sản vào kỳ họp tháng 10 năm 2024 và dự kiến thông qua tại kỳ họp tháng 5 năm 2025. Theo đó, Bộ Tài chính đề nghị quy định ngưỡng chịu thuế đối với nhà chung cư.
Cụ thể, đánh thuế thấp đối với những người sử dụng nhà có giá trị không lớn, nhà chung cư bình dân, đánh thuế cao với căn hộ cao cấp, mức giá trên 50 triệu đồng một mét vuông và miễn thuế với nhà ở xã hội, nhà ở công nhân. Giá tính thuế với nhà chung cư là giá theo hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất, hợp đồng mua bán nhà hoặc giá theo bảng giá của Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh ban hành. Đáng chú ý, cơ quan quản lý cũng đề xuất quy định mức thuế suất cao đối với nhà, đất lấn chiếm, bỏ trống, chưa đưa vào sử dụng hoặc chậm đưa vào sử dụng theo đúng quy định hoặc sử dụng chưa đúng mục đích. Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội vừa phê duyệt kế hoạch công tác thanh tra năm 2023 của Thanh tra Sở Xây dựng. Theo đó, sẽ thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật trong hoạt động đầu tư xây dựng đối với một số dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước tại các quận, huyện như Hoàng Mai, Long Biên, Bắc Tử Liêm, Thạch Thất, Hoài Đức, Gia Lâm, Ứng Hòa. Đối tượng thanh tra là chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan. Ngoài ra, Thanh tra Sở Xây dựng cũng thanh tra việc thực hiện các quy định pháp luật về quản lý xây dựng theo giấy phép xây dựng tại Ủy ban Nhân dân một số xã, phường, thị trấn trên địa bàn và các cơ quan, đơn vị có liên quan. Đồng thời, thanh tra việc thực hiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đối với một số khu đô thị trên địa bàn thủ đô. Theo kế hoạch, hoạt động thanh tra của Sở Xây dựng bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm, tăng cường thanh tra công tác quản lý nhà nước và trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ được giao, tập trung vào các ngành, lĩnh vực, địa phương phát sinh nhiều vi phạm, tiêu cực, tham nhũng, nhiều đơn thư khiếu nại, dư luận có nhiều ý kiến. Bên cạnh thanh tra theo kế hoạch, Sở Xây dựng cũng chú trọng thanh tra đột xuất khi phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật, kiểm tra đôn đốc việc thực hiện kết luận thanh tra. Trước đó, theo báo cáo giám sát của Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội năm 2022, thành phố đang triển khai 266 dự án khu đô thị, khu nhà ở quy mô từ 2 ha trở lên. Trong đó có tới 168 dự án chưa hoàn thành hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, chiếm tỷ lệ 63%. Ở nhiều khu đô thị, khu nhà ở, hệ thống chiếu sáng thuộc nhiệm vụ của chủ đầu tư nhưng chưa được hoàn thiện, chưa đồng bộ hoặc hỏng nhưng chậm được sửa chữa. Đặc biệt thiếu bãi đỗ xe là thực trạng phổ biến. Ngoài ra, nhiều khu đô thị, khu nhà ở còn chậm đầu tư xây dựng trạm xử lý nước thải, vệ sinh môi trường, không bảo đảm, thiếu vườn hoa, cây xanh, trường học, công trình thể thao, dịch vụ công cộng, v.v. Bộ Công Thương vừa ban hành một loạt quyết định về việc thu hồi giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu của nhiều công ty. Các doanh nghiệp vừa nhận chát thu hồi giấy phép xăng dầu là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên dầu khí Bông Sen Vàng, Cần Thơ, công ty cổ phần thương mại dầu khí Đại Long, Hà Nội, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại xây dựng và vận tải Quảng Hà, Hà Tĩnh, công ty cổ phần xăng dầu An Hữu, Trà Vinh, công ty cổ phần dầu khí Rồng Vàng, Hà Nội, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Petroil, An Giang. Các quyết định này có hiệu lực từ ngày 27 tháng 2 năm 2023 và các doanh nghiệp nói trên phải nộp lại giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu trước ngày 15 tháng 3 năm 2023. Liên quan đến xăng dầu, dịp Tết Nguyên đán vừa qua, theo phản ánh của người dân, tình trạng thiếu xăng cục bộ, cửa hàng xăng đóng cửa hoặc tự ý tăng giá bán lại tiếp tục diễn ra tại một số tỉnh thành trên cả nước. Tình trạng này cho thấy trong gần một năm qua, bài toán tháo gỡ vướng mắc cho hệ thống phân phối xăng dầu vẫn chưa được giải quyết triệt để. Ghi nhận thời điểm đầu giờ chiều ngày hôm nay, tại một số điểm kinh doanh xăng dầu tại Hà Nội, không xảy ra hiện tượng mua bán hạn chế sau kỳ điều chỉnh giá xăng dầu vừa qua. Tuy nhiên, khả năng các cửa hàng kinh doanh tư nhân dừng bán hoặc bán với số lượng ít có thể tái diễn trong vài ngày tới. 14 giờ chiều ngày 2 tháng 2 năm 2023, hai ngày sau kỳ điều chỉnh giá xăng dầu mới nhất, ở cửa hàng đại lý xăng dầu Petrolimex Ngọc Hồi không ghi nhận hiện tượng thiếu xăng. Khách hàng không bị hạn chế số lượng như thông tin xuất hiện gần đây về việc khách hàng chỉ được mua số lượng xăng hoặc dầu nhất định. Trao đổi với những người có mặt ở đây, đa số cho biết họ không gặp khó khăn gì trong việc mua nhiên liệu kể từ thời điểm trước Tết Nguyên đán đến nay. Thì mình thì cũng bơm thấy bình thường thôi, như mọi ngày thôi, không có gì. Vâng, mình bơm bình thường còn không biết mọi người thế nào. Đây, gửi tiền đây, xong. Cảm ơn nhé. Nói chung là tuần em mua 3 lần dầu rất nhiều. Thì tốt, không có hiện tượng thiếu. Nhưng mà các cây xăng khác thì em thấy có kêu có vấn đề về thiếu xăng rất nhiều. Vào thì chỉ bán 50.000 với 100.000 đấy là cho xe máy. Hiện tại thì hệ thống Petrolimex thì không thấy có dấu hiệu xăng thiếu gì. Cửa hàng xin thì lúc nào cũng được đáp ứng nguồn đầy đủ luôn. Tại một đại lý kinh doanh xăng dầu gần đó, người chủ cửa hàng xác nhận việc đâu đó xảy ra tình trạng thiếu nhiên liệu cục bộ. Cái khan hiếm đấy thì do cái nguồn cung của các đại lý khác thì em cũng không biết. Nhưng có nhiều cây xăng thì em thấy là người ta cũng không đủ để bán. Cái đấy thì đấy là do các cái cây xăng khác thôi.
Trao đổi với Chủ tịch Chi hội Xăng dầu, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, bà Nguyễn Thị Bích Hường cũng xác nhận tình trạng các cửa hàng kinh doanh xăng dầu dừng bán hoặc bán hàng nhỏ giọt do mức chiết khấu vẫn ở mức quá thấp. Trong khi dịp Tết Nguyên đán kéo dài, dẫn đến thời gian điều chỉnh giá xăng dầu tăng lên 20 ngày. Giá xăng dầu thế giới ở thời điểm đó biến động rất mạnh, khiến cho các đại lý rơi vào tình trạng càng kinh doanh càng lỗ. Trong cái chi phí định mức để tính giá xăng hiện nay thì chúng tôi được biết là cái chi phí đang rất là thấp. Vì vậy các doanh nghiệp trong cái chuỗi cung ứng xăng dầu là đều thua lỗ. Nhưng mà đối với các doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu chúng tôi thì còn thiệt kép ở cái chỗ là trong cái chi phí định mức đó có định mức cho khâu bán lẻ xăng dầu, tức là cái phần mà dành về cho các doanh nghiệp bán lẻ của chúng tôi. Nhưng các thương nhân đầu phân phối hoặc là các doanh nghiệp đầu mối thì họ đã giữ lại toàn bộ cái phần đó. Tức là chiết khấu nó xuống thấp lắm, bằng không, thậm chí là âm ấy, ở dưới Hải Phòng ấy, nhiều nhà cung cấp toàn âm 500 đến 700 đồng một lít kia. Nếu em nhập là nhập âm ấy. Thế nếu mà kéo dài đến hôm 1 thì khả năng là sẽ nhiều cửa hàng đóng cửa, mà chị cũng biết là có nhiều cửa hàng người ta đóng cửa hoặc là người ta bán 200 đồng cho ô tô thì 200 nghìn thôi. Tức là càng bán thì càng lỗ, thay bằng là người ta phải mở cửa hàng. Rất dễ là người ta sẽ chỉ bán 500, 300, 200 cho một ô tô thôi hoặc 30.000 một xe máy thôi. Thời điểm cuối năm ngoái, tình trạng chiết khấu không đồng được giải quyết phần nào, nhưng với mức chiết khấu vào khoảng 50 đồng một lít xăng ở một số thời điểm, các cửa hàng kinh doanh xăng dầu vẫn chưa đạt đến mức hòa vốn, dẫn đến tình trạng dừng hoặc bán hàng nhỏ giọt cục bộ ở một vài nơi.